Chào anh em, thì hôm nay mình sẽ chọn bộ phim Requiem for a Dream, Lễ cầu hồn cho một giấc mơ của đạo diễn Darren Aronofsky để phân tích những cái phong cách hình ảnh trong phim này. Thì đây là một bộ phim mà mình xem từ năm 2014, thì đã 5 năm rồi nhưng mà mình vẫn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh trong phim. Thì cái tạo nên cái tác động cho người xem mạnh mẽ như vậy là do những cái cách quay và cách dựng phim rất là đặc biệt của đạo diễn. Thì bộ phim này kể về câu chuyện của bốn con nghiện. Họ đều là những người bình thường và có những giấc mơ riêng muốn theo đuổi. Nhưng vì những cái cơn nghiện ma túy mà họ đã phải từ bỏ giấc mơ của mình và tự phá hủy chính mình theo những cách rất là khác nhau. Bây giờ mình sẽ cùng bật những cái phân đoạn trong phim lên và chọn ra 5 phong cách hình ảnh đặc biệt nhất trong phim để cùng phân tích. Thì cái chi tiết đầu tiên mình muốn nói đến ở đây là cái cách chia màn hình làm đôi. Thì trong bộ phim dài khoảng 2 tiếng này thì có rất nhiều cảnh mà màn hình được chia làm đôi. Thì cái cách này thể hiện sâu vào cái chi tiết, những cái hành động của nhân vật và phần nào bộc lộ tính cách của họ. Ví dụ như cảnh nhân vật Harry âu yếm cô người yêu Marion, thì máy quay đã di chuyển sát vào từng cử chỉ khi mà Harry mít ngón tay lên trên làn da của bạn gái hay khi hai người nhìn nhau. Rồi một cảnh hết sức đặc biệt đó là khi các nhân vật dùng thuốc. Cận cảnh họ đó là những cái con mắt khi đồng tử giãn nở hay là ống tiêm bơm thuốc lên. Tất cả hướng sự tập trung của người xem vào hành động và khuếch đại tác động tới chúng ta về sự cô đơn của mỗi người và về nỗi sợ cùng sự thèm khát của bà mẹ trước cái tủ lạnh hay là sự nguy hiểm nhưng đầy kích thích của việc dùng thuốc. Chi tiết thứ hai mình muốn bàn đến ở đây là những cú cắt rất là nhanh tạo thành hip hop montage. Thì cái trình tự mà khi mỗi con nghiện họ dùng thuốc thì đạo diễn đã cắt rất là nhanh và tạo thành một cái trình tự những cái hành động khi mà họ sử dụng thuốc. Đó, cái hip hop montage này đều dài không quá 5 giây. Đó là những cảnh quay cận close up với tỷ lệ 12 khung hình trên giây. Đó là khi hình ảnh đôi môi xé chiếc túi nhựa chứa ma túy, rồi heroin hòa tan trong nước, chiếc bật lửa châm lên, nước sôi, rồi piston của ống tiêm bơm thuốc, đồng tử mắt giãn nở và heroin được bơm vào máu. Cùng với đó là những âm thanh lởm chởm thể hiện rõ quá trình phê thuốc. Chi tiết thứ ba mình sẽ nói đến ở đây là những cái cảnh quay timelapse và cách sử dụng ánh sáng. Đó là cảnh mà khi bà mẹ Sarah, mẹ của Harry, đơn độc trong cái căn hộ của chính mình và bà đã bắt đầu sử dụng thuốc ở đây. Bà đã không có gì ngoài hy vọng, mặc vừa chiếc váy màu đỏ rồi xuất hiện trong một show truyền hình. Và bà đã tìm tới bác sĩ để được kê cho thuốc amphetamine và thuốc ngủ. Thì cảnh quay này khi mà bà ở một mình trong căn hộ, đạo diễn đã quay dưới dạng timelapse cùng sự thay đổi của ánh sáng cho chúng ta thấy rõ tác động của thuốc tới người đàn bà quá phụ tội nghiệp. Đó là một cảnh quay góc rộng đi kèm hình ảnh chiếc đồng hồ được quay cận cảnh thể hiện dòng thời gian trôi. Và cách sử dụng timelapse này giúp việc kể chuyện trở nên hiệu quả hơn khi nhấn mạnh vào cách thức hoạt động, ảnh hưởng của ma túy tới tâm trí của bà. Và đối với cảnh quay này thì người quay phim cũng tạo những hiệu ứng ngày sang đêm sử dụng ánh sáng thay đổi có độ tương phản cao để tăng thêm căng thẳng cho cảm xúc. Cường độ ánh sáng giảm dần theo thời gian và để làm được cảnh này thì đòi hỏi về setup rất là kỹ càng. Và cảnh quay timelapse này thì nó chỉ có diễn ra trong vòng 20 giây nhưng mà đạo diễn đã phải quay trong vòng 40 phút. Tiếp theo đó là 30 phút cuối cùng của bộ phim. Thì cái 3 phút cuối của bộ phim này có thể khiến người xem cảm thấy rất là buồn nôn. Mình xem mình cũng thấy kiểu khá là khó chịu và chỉ muốn tắt đi. Nhưng mà đó là những cái kết quả hay còn gọi là hậu quả mà những nhân vật phải đón nhận gánh chịu lần lượt trình hiện liên tiếp, đan xen lẫn nhau. Đó là khi mà họ phải trải qua những cái tình huống càng lúc càng trở nên tồi tệ. Và những nỗi đau của họ như bản giao hưởng của sự khốn khổ ngân lên từng khúc một cách đầy ám ảnh. Mỗi phân đoạn được tính toán thời gian khá là hoàn hảo để xuất hiện vào đúng thời điểm, đem lại hiệu quả tối đa. Và khi cú cắt máy cảnh càng trở nên nhanh hơn thì những chuyển động nhòa dần đi cho tới khi tất cả nỗi đau của họ đều trở thành một. Thì có một cái điểm rất là đặc biệt của bộ phim này là đối với một bộ phim điện ảnh dài khoảng 2 tiếng đồng hồ thì sẽ có khoảng 600 cú cắt. Nhưng mà bộ phim này với những cảnh cắt liên tục như vậy thì đạo diễn đã sử dụng hơn 2.000 cú cắt. Đây là một điểm mình rất là nhớ trong phim. Cái chi tiết cuối cùng mà mình muốn nhắc đến ở đây đó là cái cảnh phim cuối cùng. Đó là khi mà bốn nhân vật chính trong phim họ đều nằm ở dưới hình dạng thai nhi. Và khi họ nằm như thế thì họ nghĩ về những giấc mơ mà họ vừa đánh mất do cơn nghiện của mình.
Và đỉnh điểm là cái cảnh mà bà Sarah xuất hiện trong show truyền hình cùng chiếc váy đỏ mà bà mơ ước, và con trai Harry của bà ở đó cùng chia sẻ niềm vui. Đám đông đã vỗ tay hoan nghênh sự tàn lụi của hai mẹ con, một hình ảnh đại diện hoàn hảo cho cao trào của bộ phim. Và trong khoảnh khắc đó, khi mà giấc mơ đã đạt được, nỗi ám ảnh của họ được đền đáp, cũng như sự hưng phấn của những viên heroin, thì tất cả những cái này tan biến một cách rất là nhanh. Thì đấy là 5 cái chi tiết trong phim mà mình muốn đề cập đến. Nếu mà bạn chưa xem thì mình nghĩ là nên xem ngay bộ phim này, và nếu sợ thì có thể tìm người khác cùng xem vì bộ phim khá là ám ảnh. Xin cảm ơn.